Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Exit từ 1/10 nâng cấp đẹp ngỡ ngàng đi cùng với dàn chân đơn giản. Dù chịu cái sức ép của người anh em là cái chiếc Exit từ 155/2001, nhưng nhiều người vẫn còn cái nhìn ướt át với cái phiên bản nâng cấp giữa cái dòng đời của chiếc Exit từ 1/10. Bản nữ đây cũng không kém phần hấp dẫn và rất xứng đáng để anh em tham khảo. Còn cái chiếc Exit từ 1/10, nhưng em ấy đích thực là ngoại em X10 nhập từ Indo về. Bộ áo nguyên bản gam màu đỏ xám cho cái nhìn biến đủ mạnh mẽ hơn, đến từ cái dòng xe con tài thể thao. Chán chính là sự kết hợp giữa bộ mâm đồ chơi được anh em chia sẻ được gọi thân thiện được cái mâm CNC. Đi cùng đĩa thắng đồ chơi kết hợp cùng hẹp Alin của Bit được gắn hoàn chỉnh thông qua các phát nhôm CNC và đồ máy, độ chính xác cực kỳ cao. Và trước mắt đây là bản tên Titan phong cách với biển số Indo. Cái cụm phanh con được nâng cấp với một cụm tạc của Race Boy. Đặc biệt đã thắng có bình dầu rời, ước tính hai tay này có mức giá khoảng 2 triệu. Do anh ít thích đi vượt nên anh chủ đã trang bị cái tay của Baga, thùng và CB rất tiện lợi trong việc chứa đồ cho những chuyến đi xa. Càng chân sau được nâng cấp với cấp nhôm CNC một khối. Bản đồ đơn giản để cái chào xưng 201 đến từ bay cơ vũ gửi về cho chúng tôi để anh em tiện tham khảo. Suốt bào xé gió với EC Uma Racing đi cùng vài món đồ chơi cực chất. Cái chiếc suốt là một cái dòng xe hồng mang cho mình thiết kế không ấn tượng lắm, nhưng bù đắp lại cái phần động cơ thì bền bỉ và được người dùng đánh giá là phương tiện lại hàng ngày chính. Tuy nhiên cái chiếc suốt vẫn được các bạn cơ chú ý đến và chọn làm cái con chiến mã để phát triển niềm đam mê của mình bằng những bản độ cực kỳ chất và đầy phong cách. Từ nhang đến làm hố dẫn chứng là con suốt bên dưới đây. Xem qua tổng thể ta thấy cái chiếc xe đang được chụp tại cái cổng trường Đại học Khánh Hòa. Ta thấy dù hai đo rất nhiều chi tiết trên xe nhưng người chủ vẫn giữ cho mình bộ áo của RC Nguyên Thủy với cam màu xanh đen làm chủ đạo phối cùng với cái biển đỏ đậm cái chất thể thao. Đi cùng với món đồ chơi kiện để tăng thêm cái chất hiệu năng hậu cho xe. Ở đây ta thấy được cái sự hiện diện cùng thắng Race Boy đi cùng với cái tay CC. Mẫu tay này lực bóp dịu nhẹ, dứt khoát, cấu tạo là từng carbon siêu nhẹ. Bên cạnh đó có combo bao tài, cụm tăng, cụm công tắc, hiệu đến từ Domino. Cái cụm tăng thì có cúc gắn hành trình ra để chiếc xe tốt hơn hơn. Đồng hồ sim được thay mới đồng hồ của Casio Exeter 2010 đã được chế bởi một cách đẹp mỹ. Đồng hồ này được tích hợp nhiều chức năng hiện đại như báo giờ, đo vol, nhiệt độ, hiển thị các dạng LCD nhiều sắc, mang lại sự thích thú cho người xem. Bên cạnh chúng ta thấy được Uma Racing gồm 4 cái map mặc định, sẵn chỉnh luôn remote. Cái vòng tua cao nhất có thể đạt được là 15.000 vòng trên phút, giúp tăng thêm công suất đi cùng Uma sẵn ở những vòng tua. Ra cúc ngắn, nhanh hơn và sâu hơn. Ưu điểm ở chỗ là cái remote có thể đặt song song ngay cái đồng hồ chính, dễ dàng thao tác chỉ bằng một cái lít nhẹ. Dù không phải là một dòng xe thi về mật độ, nhưng người chủ vẫn trang bị cho được cổ Magic. Hành trình tỷ lệ 69mm, bị trang bị cái mẫu trợ lực này giúp phần đầu ổn định tay lái, chạm độ cao. Việc gắn hoàn chỉnh của nó không phức tạp lắm, bắt buộc phải quét phần nhựa xe cho khoảng cách phù hợp là được. Đồ này nhẹ, phần tay phù hợp và cái nấm chỉnh 16 lít. Chân chinh thì chỉ nên cứng cáp hơn rất nhiều cho mắt người xem với cái mầm Race Boy cam màu bạc, mang lại cái sự thể thao cứng cáp hơn cho mỗi sàn. Mẫu mầm này thường xuất hiện trên các dòng xe chạy sân, hệ thống phanh nâng cấp, đĩa gapper, KTM. Đi cùng lồng nhôm CC kết hợp cùng hệ sim sơn đen Hero Rainbow qua cái sự hỗ trợ phát nhôm CC gia công từ máy được gắn hoàn chỉnh bởi kích thước đĩa lên tới là 260. Và ở đây chúng ta thấy được cái ốc ông lửa xe da đi cùng được ốc roti cần số 2 chiều cấu tạo từ nhôm CC đưa nhiều tính từ KTM. Dàn chân chống zin cũng được thay mới bằng chân chống CC kích thước cao rất nhiều. Hệ thống cái nhận phía sau hiệu ứng từ quạt S độ nhúng thì êm ái rất nhiều. Đây chính là cái cảm nhận thực thụ cho các maker về mẫu phục này. Đối với người xem thì nó hướng tính phong cách di chuyển, tạo ra cái sự cứng cáp, tì, lò xo, lớn xin. Lớp xin cũng được thay mới bằng lớp của Michelin Bros Street, độ bóng đường được tối ưu đáng kể. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Để tiếp nhớ like, subscribe.